14, chiều cao là 1m13, nặng 21kg. Sở thích của Lê Thành Tuy là trang điểm và ăn mặc phong cách. Món ăn yêu thích của thí sinh này là gà rán và bánh pizza. Và ước mơ của thí sinh số danh 01 của chúng tôi, ước mơ của Lê Thành Tuy là trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Thí sinh của chúng ta có những bước đi rất tự tin đúng không ạ? Và một lần nữa hãy cổ vũ thật lớn cho thí sinh Ma.